Vâng, mình xin chào tất cả anh em thợ nhé. Hôm nay thì buổi tối mình lại tiếp tục lên cái sơ đồ mạch đánh lửa của xe Future X 125 Fi, xe phun xăng điện tử. Thì với cái dòng xe số này thì hôm nay cái với cái dòng xe Future X ấy, thì cái mạch đánh lửa này là cái mạch cuối cùng của cái dòng xe này nhé. Đấy, thì vào đầu video thì mình cũng xin cảm ơn anh Đặng Văn Hiển. Anh ở ấp Bình Trung, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp nhá. Đợt vừa rồi thì mình gửi rất nhiều máy motor Kentap vào phía Nam. Đấy. Và hôm nay thì anh Hiển, anh ở tỉnh Đồng Tháp, anh cũng quyết định là ủng hộ mình một bộ máy motor Kentap. Đấy thì anh gọi điện cho mình trong vòng chỉ có một phút thôi là anh đã quyết định ủng hộ mình rồi. Đấy thì thực tế thì anh cũng theo dõi cái kênh của mình cũng lâu rồi. Đấy và các phương pháp dùng máy motion tap để chẩn đoán bệnh trên các dòng xe FI thì anh cũng đã xem đấy, và anh thấy máy thì cũng rất là dễ sử dụng và rất là hiện đại đấy, cho nên là có thể nói dòng máy này là của dòng máy của tương lai của những anh em thợ, có thể nói là đã nghiên cứu rất kỹ tất cả các dòng máy trên thị trường đấy, và cuối cùng thì vẫn là motion tap là sự lựa chọn hàng đầu của các anh đấy. Thì anh cũng như mọi anh em khác thì cũng ủng hộ mình hai sợi cáp để kiểm tra chất lượng van ECV và van ESC của hai cái dòng xe Honda và Yamaha, và một sợi cáp để kiểm tra chất lượng CKP của dòng xe đè ACG. Đấy. Và anh cũng như những anh em khác thôi. Đấy. Thì mình cũng gửi tặng anh 5 tập sách sơ đồ mạch điện đấy, để anh em có sơ đồ, anh em tra cứu sơ đồ mạch điện nó nhanh chóng và chính xác hơn nhé. Anh em đỡ phải lần mò đường dây nó rất là vất vả đúng không ạ? Đấy. Thì bây giờ mình cũng vào cái sơ đồ mạch điện chính, mạch đánh lửa đấy, của cái dòng xe Future X này. Thì anh em chưa có tài liệu nhé, thì anh em xem và anh em tham khảo nhé. Đấy, thì mình nói rồi, đấy, cái mạch này là mạch cuối cùng của cái dòng xe này. Đấy, thì anh em chưa có tài liệu thì anh em cũng quan tâm thì anh em theo dõi đúng không ạ? Vì cái mạch này nó rất là đơn giản thôi. Đấy, nhưng mà với những anh em mà chưa nắm mắt về mạch điện của nó đúng không ạ? Nhiều khi còn lúng túng thì anh em có thể xem. Đấy, thì trong quá trình mà sau này mà nó có xảy ra cái ban mất lửa chẳng hạn thì anh em cũng có cái sơ đồ để anh em xem cho nó dễ hơn đúng không ạ? Đấy, thì cái sơ đồ này thì cơ bản là mình cũng đã lên sơ đồ trên mạch đây rồi, trên bảng đây rồi. Đấy thì anh em thấy là gì? Đây vẫn là cái cụm máy phát điện và một đầu thì được nối mát bằng dây xanh lục đúng không ạ, và được đưa lên một dây trắng và đi về tiết chế chỉnh lưu. Đấy. Và tiết chế chỉnh lưu thì anh em thấy đây là mát của tiết chế chỉnh lưu đúng không ạ. Đấy. Cũng ra được bắt ra khung bằng dây xanh lục. Đấy. Thì tất cả những cái mát này thì anh em biết rồi, đều bắt ra khung hết. Đấy, thì khung là nó một cái đường dây mát, đường dây rất có thể nói hiểu là một cái đường dây to đúng không ạ, để dẫn cái mát từ âm ắc quy cũng như là âm máy phát điện để đi tới các mát ở trên xe. Rồi, đây chính là mạch nạp của nó đây rồi anh em ạ. Đấy, thì mình cũng đã nói rồi để anh em có thể tham khảo lại thôi đúng không ạ. Đấy, nạp thì nó khi mà nổ máy đúng không ạ. Đấy, thì máy phát điện. Đấy, dây trắng đưa điện xoay chiều tới tiết chế chỉnh lưu. Đấy, và được tiết chế chỉnh lưu thành dòng điện một chiều và nạp điện cho ắc quy 12V. Đấy, thông qua cái dây vàng đỏ sọc vàng này, cầu chì 15A này và dây đỏ về cực dương của ắc quy đúng không ạ. Vậy thì với cái sơ đồ mạch đánh lửa này thì anh em thấy là gì? Điện âm ắc quy thì được nối ra khung đấy, bằng dây xanh lục rồi đúng không ạ? Điện dương ắc quy được đưa lên bằng dây màu đỏ và đi tới cầu chì 915A và đi vào tiết chế chỉnh lưu. Đấy, và lại đi ra thì bằng dây đỏ và đi lên ổ khóa điện đúng không ạ? Vậy mạch đường dây ổ khóa điện là có 4 dây nhá anh em nhá. Đấy, nhưng mà đây thì mình lại lược bớt đi rồi. Anh em có thể tham khảo mạch điện chính. Anh em lại thấy cái khóa điện của nó 4 dây. Đấy, nhưng mà vì cái mạch đường dây này, rồi, mạch đánh lửa nó không liên quan đến cái vế của cái mạch kia, cho nên là sẽ được lược bớt đi. Đấy. Thì anh em thấy là gì? Khi ta bật ổ khóa điện này, thì điện từ dây đỏ sẽ được nối sang dây đen sọc xanh dương, đúng không ạ? Và cấp nguồn cho ECM, đấy. Đồng thời cấp nguồn cho mô bin sườn, đúng không ạ? Cũng là dây đen sọc xanh dương. Rồi, và ECM thì sẽ được nối mát, đúng không ạ? Bằng dây xanh lục và dây xanh lục sọc đen. Đấy, bắt ra mắt khung và cuối cùng thì vẫn vòng về kết thúc về gì? Âm ắc quy. Đấy.
Vậy thì để ECM điều khiển bobin đánh lửa thì hiển nhiên là ECM phải nhận được tín hiệu từ cảm biến CKP rồi, đúng không ạ? Đấy, từ cảm biến CKP. Đấy, vậy thì khi ta khởi động động cơ thì vô lăng quay, đúng không ạ? Thì các vấu sắt ở trên vô lăng sẽ quét qua cảm biến CKP và lúc này cảm biến CKP sẽ gì? Gửi các tín hiệu xung về ECM để ECM điều khiển bobin đánh lửa nhé. Đấy, thì mình vẽ như thế này thì các vấu này, nhưng mà mình vẽ đây là tất cả những cái sơ đồ nhé, anh em hiểu nhé. Mình vẽ là mình vẽ minh họa thôi, đúng không ạ? Mình vẽ minh họa để cho anh em cơ bản nắm được thôi. Chứ còn chuẩn ra thì các vấu sắt ở trên cái vô lăng từ của xe Honda đấy thường là 9 vấu, đúng không ạ? 9 vấu. Thì vẽ phải là vẽ 9 vấu và nó có một khoảng cách ra. Đấy, nhưng mà cơ bản là mình vẽ minh họa đấy để cho anh em nắm được nhé. Đấy, thì cảm biến CKP thì với những cái dòng xe cảm biến dùng hiện tượng cảm ứng điện từ này thì nó là những cái cảm biến tích cực. Đấy, có nghĩa là nó không dùng nguồn nuôi, đúng không ạ? Và nó có thể nói là tự phát ra điện, nó như là một cái máy phát điện, đúng không ạ? Như một cái máy phát điện xoay chiều. Đấy, chỉ có các vấu sắt ở vô lăng quét qua thì nó lại có những cái xung điện áp để gửi về ECM. Đấy. Vậy thì ECM điều khiển được bobin đánh lửa chắc chắn là phải gì? Nhận được tín hiệu từ cảm biến CKP gửi về ECM rồi, đúng không ạ? Đấy. Thì với cái sơ đồ mạch đánh lửa như này thì anh em thấy là gì? Rất là đơn giản, đúng không ạ? Khi mà anh em gặp cái ban bệnh ví dụ như là mất lửa cao áp ở bobin sườn, đúng không ạ? Thì anh em phải kiểm tra các đường dây. Đấy, đầu tiên thì anh em hiển nhiên là anh em phải kiểm tra nguồn cho gì? Bobin sườn rồi. Đấy, và anh em đo điện dương ắc quy 12V ở đây xem có điện dương ắc quy không, đúng không ạ? Rồi đường dây có bị đứt không? Đấy, các đường dây liên quan có bị đứt không? Đấy, rồi mát. Đấy. Thì thường thì anh em thấy gì? Nguồn cho ECM mà có thì anh em bật chìa khóa lên thì anh em đã nhìn thấy cái đèn đọc lỗi rồi. Đấy, đèn báo lỗi nó là sáng 3 giây rồi. Thì mình cũng thì cơ bản mình biết được là cái ECM này đã được cấp nguồn âm dương đầy đủ rồi, đúng không ạ? Đấy. Vậy thì anh em gì? Đường dây không đứt thì anh em kiểm tra cho mình, quan trọng là gì? Tín hiệu cảm biến CKP có gửi về ECM không, đúng không ạ? Đấy. Cái đấy là cái quyết định để gì? ECM căn cứ vào cái tín hiệu của cảm biến CKP này để ECM mới điều khiển được bobin đánh lửa nhé. Đấy, thì với cái mạch đường dây này rất đơn giản. Đấy, thì anh em nào mà chưa có tài liệu sơ đồ mạch điện hoặc là anh em cũng chưa nắm được, đấy, thì anh em quan tâm thì anh em có thể xem nhé. Đấy, thì mình cũng xin kết thúc video này ở đây. Đấy, thì những anh em nào mà quan tâm đến tài liệu này, anh em quan tâm đến các dòng máy đọc lỗi Motoscan này, đấy, các cáp kiểm tra ECU, các van ECV, ESC cũng như là các cáp để kiểm tra chất lượng CKP của dòng xe đè ACG thì anh em cứ liên lạc trực tiếp với mình nhé, theo cái số điện thoại ở trên màn hình, đúng không ạ? Đấy, thì mình cũng xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.